Đúng hiển đấy. nhiên của tôi là không Đây. bằng quần trắng đâu. Đây bạn nhìn thấy không? Tôi có một bài viết là tại sao con trai không bằng quần trắng. Hello, happy CC. Vâng, và như mình đã hứa từ tập trước trong tập với Mẫn Tiên là hôm nay cái nạn nhân tiếp theo của mình sẽ đó chính là admin của season vua. Hôm nay trước khi anh Lưu Lưu đến đây thì mình có yêu cầu là một đến đây thì đầu tiên là một phải nhuộm tóc, không thì phải cạo râu. Và anh ấy đã quyết định không nhuộm tóc, vậy nên là anh ấy đã cạo râu. Một chàng vỗ tay cho sự dũng cảm và quyết liệt. Mình không hiểu ra mình lại có thể là người khiến Lưu quyết định cạo hết râu đi. Mình rất mong muốn cái điều này từ rất rất lâu rồi. Từ từ, anh có hai cái không ngờ thay đổi. Một là quần áo màu. Thì hôm đi show của em, anh cũng mặc màu hồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh mặc màu hồng. Lần đầu tiên anh cạo hết râu trong cuộc đời. Thế chính là em có một sự ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đối với anh đúng không? Kiểu gì ấy, kiểu bị bắt vía như nào ấy. Và sao giờ fashion của này nó ít chê mình? Thật ra tại mình bắt vía admin rồi. Mà nói chung là mọi người có thấy là cạo râu đi chuẩn không mọi người? Hãy vote thật nhiều và là cái comment bên dưới là khen cạo râu thật nhiều và là người ta cạo râu đấy. Thì cũng như bình thường là ba bộ đồ, eo giày size 42 không biết phải lấy giày ở đâu ra, tại vì bình thường quần áo mình chỉ biết lấy quần áo cho khách mời là quần áo của mình thôi. Bây giờ là nhân vật nam đầu tiên nên là mình không biết phải lấy đồ ở đâu ra, mà các bạn nhìn size như này đi, đồ mượn ở đâu ra. Đúng. Nên là anh có biết không, hôm qua em phải đi mua quần áo cho anh đấy. Em mình phải đi mua quần áo cho anh Lưu các bạn ơi. Thế nghĩa là sau tập này cầm về đúng không? Yeah boy. Thì anh thích thì anh cầm về, anh cầm về anh có mặc không? Em để ở nhà làm gì đâu. Mà nói chung ý, là mấy tập vừa rồi, tập chị nhà thì mình đã mất cái áo. Tập con Tiên thì mình cũng bị xin đồ. Bây giờ đến tập này mình phải mua quần áo chứ gì. Mình thấy mấy món đồ để mình quay cái series này là mình lỗ vãi trưởng luôn các bạn ạ. Thì bây giờ mình mix là theo nghề nghiệp của mọi người đúng không? Anh là photo thì sẽ bộ đầu tiên là em mix đồ cho anh đi chụp hình cho các bạn em gái xì tin. Bộ thứ hai thì là cho các chị sexy, các chị nào trông hot hot một chút. Thì anh phải ăn mặc hot à? Thì không, có một bộ đấy, có một bộ để cho các chị. Bộ thứ ba thì là bộ để cho từ từ mình kể này nhá, mình cũng chưa hình dung là bộ nào mới ok. Bộ thứ ba thì là cho các cô lớn, các cô sẵn sàng có thể như này để cho anh chụp hình đấy. Nói chung là cho ba đối tượng khách hàng khác nhau. Trong tập trước mình đã nói rằng rồi là hôm nay sẽ không có một món đồ nào màu đen cả. Khác hẳn những phong cách bình thường mà anh Lưu đã từng mặc. Are you ready? 1, 2, 3 a chip. Ami này. Ui. Ui. Nhìn mình ngán nào. Tôi thấy quả bùng mi này. Này chứ chẳng mặc màu hồng là may. Tại vì chẳng qua lấy không tìm một đồ màu hồng thôi. Nên phải tìm màu xanh min thôi. Tôi là trong đời là chưa bao giờ mặc quần trắng cơ. Đấy là một điều. Đấy là bây giờ quần điều... trắng là tôi vất vả như là bây giờ tôi không biết là bạn mặc vừa không. Hiển nhiên của tôi là không mặc quần trắng cơ. Đây bạn nhìn thấy không? Tôi có một bài viết là tại sao con trai không mặc quần trắng. Tại sao mặc quần trắng, màu trắng, màu đen là hai cái màu vô cùng basic. Nên là mình được, không thể nào được, được. Được đúng không? Anh yên tâm, hôm nay anh đẹp trai, anh nhiều follower lên thì anh lại cảm ơn em. Tôi và tôi cũng không mặc đồ đến đi. Mình vừa mua các bạn nhìn không? Còn nguyên tác, nguyên mát và một chút đồ là mình mượn của stylist mình. Nhưng món đồ vô cùng là to nhất trong tủ mình mới lấy ra để cho em gái hỏi anh mặc quần size gì, size M à? Không đánh giá thấp anh quá nhỉ? Anh yên tâm, em mua quần và size to nhất từ cửa hàng là em lấy rồi đấy. Được. Ok. Bây giờ hay luôn nhỉ? Không được chứ. Được chứ sao không được. Đây bộ Gen Z trước nhá. Tùy em thích bộ nào thì bổ bộ đấy thôi. Đây, bộ dành cho các chị lớn hoặc đi chụp cưới, kiểu mà mặc bộ này thì bảnh rồi. Đây, bộ này. Ôi. Đây. Mặc cốt ở trong không gì á? Ui thế hot quá. Thì anh mặc tạm gì đi chứ em bây giờ em phải kiếm áo bên trong cho anh đâu. Quay bên ngoài thôi mà. Các bạn ạ, bây giờ mình sẽ làm tóc cho admin. Anh người thứ hai em làm, đầu tiên là tôm. Eo lỗ các bạn ơi. Cho mình xin phép là sau tập này bạn brand nào mà có nhu cầu muốn tài trợ đồ cho mình thì mình sẵn sàng, mình sẽ hashtag mọi thứ đầy đủ ảnh feedback cho các shop ạ. Chỉ cần đồ tài trợ thôi chứ tình hình tôi lỗ quá các bạn ơi. A few moments later. Baby, I can take our time. We don't have a part to fight. Just take a step by step. I can see it in your eyes. 'Cause they never tell the lies. I can feel that body shake.
luận gì đi anh? Anh thấy sao nhỉ? À thật ra anh vẫn chưa được nhìn. Chưa xoay gương. Chưa xoay gương. Quần này ok đấy. Ý là mặc luôn nhỉ? Ý là không nghĩ là mặc được. Mua lại. Ui, trông như được không? Ok không? Cho nghe một vé đi Paris mà. Sợ. Khi dô vui. Nhưng mà là cái bộ anh đi bầu cử thì các bạn ạ. Đang hào hứng lắm. Thế bây giờ sao anh bình luận gì đi chứ? Thì đấy anh nghĩ là cái quần trắng này nó không tệ như anh nghĩ. Đấy. Quần trắng không bao giờ tệ. Đúng. Không bao giờ có cái quần trắng tệ nào không, đây hết. Anh cũng hay mặc coat mùa đông thì anh cũng hay mặc coat rồi nhưng mà không mặc màu cái, này. Không mặc màu này với cả hai cái không mặc hai cái màu này với nhau bao giờ. Thì bây giờ mặc nhá. 900.000. Em mua triệu 3 ở Zara. Vừa mua cách đây 30 phút trước. Còn chiếc áo coat này thì là ở Muji. Nhìn form fit rất chuẩn. Cứng. Ok các bạn ơi. Thay đổi tiếp theo nhé. Đây bộ tiếp theo vẫn là một chiếc quần trắng khác. Another quần trắng, chiếc jogger. Và một chiếc áo chím. Chím chím nhá. Nó sẽ là vừa này. 032C nhá. Đấy ok, vừa luôn. Xong rồi khoác ra ngoài. Making công. Một chiếc making công nào ở đây? Đây quần trắng. Không hề. Đây tiếp theo là một chiếc áo denim. Thanh mờ. Chưa mặc áo denim bao giờ đây. Trong cuộc đời này. Cùng với và chưa đội mũ bucket bao giờ trong cuộc đời này. Tiếp theo hẳn một chiếc giày mới toanh nhá, bây giờ mình unbox luôn này. Em toàn đồ mới, em hôm nay anh số nhất luôn rồi đấy. Ui. Còn cái đồ mới tinh, đấy. Ui. Ok chưa chưa. Mấy cái màu này bình thường sợ lắm đấy này. Là mặc ngay của tôi kìa nhá. Ừ. Đấy. À, ok. Để đây, để và bước ra nè. Ôi anh có vẻ vi sâu không anh? Cùng là phong cách rap Việt đấy các bạn ạ. Anh nghĩ là nếu mà anh đi anh nhìn thế này á. Anh đứng đi nhập nhập đi. Thì nếu mà đi thi rap Việt thì đây sẽ là bộ outfit vòng thứ hai. Vòng đầu tiên chắc là nó qua rồi. Chứ đầu tiên thì sẽ mặc kiểu đen đen thôi. Vòng thứ hai mình sẽ bung ra mặc kiểu này cho người ta sốc. Đấy. Thì thật ra thì tất cả các item thì đầu tiên là anh đều mặc vừa. May. Cảm ơn nhà tài trợ. Còn gì nhở? Thì nó cũng hơi trẻ thôi anh. Ông bạn gần 30 tuổi rồi mặc này. Được, được. Nhưng mà nói chung là cũng thỉnh thoảng đổi với sự gió cũng được. Thì bây giờ bộ này mà đi chụp cho các bạn hot hot ok mà. Bây giờ mọi người là ra sở thích chứ ạ. Sao? Đấy. Quần này vừa quá làm gì? Quần vừa. Hợp lý luôn đấy. Nói chung quần này với giày này thì bình thường anh cũng hay mặc kiểu như vậy, chỉ là không chọn mấy màu này thôi. Lúc đầu em sợ là anh không vừa cái này, em định tranh màu quần tím backup. Nhưng may là anh vừa quần trắng này. Chứ bộ tím quần tím kia thì cũng hơi lố thật. Rồi. Ok anh nhỉ? Anh chưa đội mũ này bao giờ trong cuộc đời. Nếu bây giờ anh chưa cạo râu là anh đội mũ này nhìn thấy mức hàm râu của anh thôi đấy. Nhìn thấy mức hàm râu. Ôi thế thì hay quá. Và bộ cuối cùng chính là bộ mong chờ nhất ngày hôm nay. Mean sweat. Đấy nhá, áo nhá, tất nhá, mà nhớ mặc đầy đủ nhá. Ô xích này thì tí nữa đi ra đằng đấy em sẽ trao cho anh. Màu này là một trong những cái màu mà mình không bao giờ lựa chọn khi đúng mà không? Mình đi qua mình đi thật nhanh qua. Đây chính là món quà của em cũng như là ekip em dành tặng cho anh nhá. Đôi tất này nhá, đôi tất thì tặng luôn đấy. Đấy, thay đi. Mọi người đã chuẩn bị chưa nào? 1, 2, 3, đi ra. Anh ơi, em thấy bộ này được nhất anh ạ. Em thấy bộ này ổn nhất nãy giờ đấy. Sau bộ đầu tiên thì em thích bộ này. Bộ này nó không, trông nó không hề bị kiểu như là bị kiểu già rồi không mặc được kiểu này đấy nhá. Bộ thứ hai thì đúng là không hơi bị kiểu quá tuổi nhưng mà bộ này vẫn ok nhá. Em nghĩ là càng già mình càng nên mặc mấy kiểu như này. Thôi để em đi tìm một cái xích khác cho anh. Tạm mượn phụ kiện nhé. Đấy, ủa ơi. Chân lò luôn. Đấy,
Nó cũng đúng rồi như em nói, nó không bị trẻ quá, nó vừa phải kiểu nó đưa cảm giác kiểu fresh hơn này. Đấy. Sao nhở? Bây giờ mình suy nghĩ sao về những màu sắc như này? Được đấy. Không. Mày đến lúc thay đổi đúng không? Em nghĩ là đến lúc rồi đấy. Được. Đồng ý, đồng ý. Không được mà, anh thấy màu này nó cũng không khó như là anh nghĩ. Đúng rồi, mình bị thử nhưng mình cũng không biết được đúng không? Bình thường là hay né mấy cái màu này ra. Đấy. Thế bây giờ đi chơi đi con. Kể từ ngày hôm nay mọi người sẽ thấy anh lưu trong những diện mạo mới những bộ như thế này. Đấy, kể cả cái tất này luôn nhá, nhìn trông rất là chảo không? Nhìn trông rất là chảo không? Nhưng mà mình đi vào trong mình vẫn khiến đôi tất nó người lớn hơn. Được. Thế nói chung là bình thường ấy thì anh hay mặc quần, cũng mặc quần short nhưng mà cố là mặc quần short tối màu. Đấy, với cả nó không mặc kiểu quần rộng như này. Quần anh mặc thường sẽ bó lại như này. Thì mặc như thế thì nó cũng thoải mái. Anh thấy tổng thể thì nó cũng không bị kiểu nhưng mà nhìn vào thì mặc dù màu sắc thì nó màu mè nhưng mà nó cũng vẫn che được cái nó không bị bó quá nhá. Nó oversize như này thì nó sẽ không kiểu lộ ra là mình béo. Với cả mấy cái màu sắc này không phải là cái màu kiểu quá là xanh lá hay là đỏ vàng đâu, chỉ là màu xanh mint pastel thì nhìn nó cũng bị cũng ở dịu mắt, nó cũng mát mẻ. Vậy là mình đã kết thúc xong thử thách mix đồ cho anh Linh Lưu. Đấy, mọi người thấy sao? Bình thường mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh dầu ria xong rồi đồ đen, và hôm nay mình sẽ cho refresh một cú gọi là F5 thay đổi toàn bộ và kết quả rất là ok là mọi người hãy đánh giá xem, comment bên dưới xem là bộ nào là bộ mọi người thích nhất nhá. Và mình tất nhiên bộ thích nhất của mình chính là bộ này đây, trông vô cùng hợp với căn nhà của mình. Và anh ấy đã có một cái MV, mọi người hãy chờ xem ra mắt này. Hãy nhớ share và like ủng hộ ca sĩ mới nổi video. Nói chung là thực ra trước rồi thì cũng không có ý định là muốn mặc một màu khác thì đơn giản nó cũng chỉ là vì màu đen thì nó kiểu nó che được nhiều khuyết điểm. Cái đấy thì ai cũng hiểu, nhưng mà sau ngày hôm nay thì là tổng thể thì mình thấy là thử mấy màu khác cũng không sao, biết làm sao mà phải chọn được đúng cái item mà hợp với mình, hợp với dáng người. Có thể là các bạn đang theo phong cách này thì có thể thỉnh thoảng đổi sang một phong cách khác cũng không có vấn đề gì cả. Chung thời trang thì nó là vô tận. Mình yêu thời trang là mỗi ngày kiểu phong cách thì mình sẽ kiểu cảm nhận được nhiều thứ, nhiều bộ đồ. Mình sẽ thấy mỗi ngày mình một kiểu người khác. Nó cũng làm gì có động lực để mà thay đổi đâu. Thì bây giờ mình phải tự tạo ra cái điều đấy thì mình mới đầu mình có động lực. Hôm nay được thử các màu thì thấy là một là cái màu mint này cũng rất là ok. Thứ hai là cái quần trắng đầu tiên ở cái bộ coat ấy thì cái quần trắng đấy mặc lên cái form nó rất là đẹp, nó rất là đứng. Nó không ảnh hưởng gì lắm đến cái dáng người hay gì cả. Trông nó vẫn là rất là clean. Đấy thì anh thấy là đấy là một trong hai cái mà anh cảm thấy là hôm nay là học được từ Quỳnh Anh. Đấy. Đấy, tổng thể thì bộ này anh cũng rất thích. Thứ nhất là nó thoải mái nữa. Mặc các cái thứ ở trên oversize thì nó cái áo này nó làm mình cảm giác kiểu mình di chuyển các thứ thoải mái mà màu dễ chịu. Nói chung em thấy rất là nhiều người kiểu chung là kiểu người tặng người to một tí là rất hay thích mặc những đồ kiểu màu pastel và em thấy những người đấy mặc đồ pastel rất là đẹp và nhìn lúc nào nó cũng kiểu có một cái gì đấy mang lại một cảm giác nó kiểu tươi mới trong đúng fresh, không? Đúng chứ hồi xưa nhá, là trước khi mình làm cái series thử làm stylist này là mình đã muốn phải làm một cái tập gì đấy cho Linh Lưu mặc tất cả các đồ màu rồi, thì mình muốn chứng minh cho Linh Lưu thấy là mặc đồ màu rất là ok. Có thể là cái màu mint này anh sẽ mua. Mình thấy hợp lý đấy. Được mà. Kể cả hồng pastel luôn. Thật ra thì trước đấy cũng ở nhà cũng nghiên cứu một số các cái ca sĩ rapper hay là gì đấy. Họ cũng to nhưng mà họ cũng mặc đồ màu ấy. Trông rất là hay. Post Malone này, Pink Sweat này. Đấy thì đấy, mặc quan trọng là khi mà người ta mặc màu đấy thì thân thái người ta thay đổi. Đúng người rồi. Ta trông tự tin hơn là bình thường, thì kiểu bình thường mình mặc màu đen mình cứ muốn là nó kiểu ẩn nấp đi, mình phải giấu đấy, mình đi kiểu thì... đấy. Hôm nay rất đáng khen Linh Lưu khi đã chịu thay đổi mình. Cạo râu nữa. Không ngờ thế sao là có thể thay đổi một cách đột phá như này. À,
Cảm ơn mọi người đã xem hết tập xin ngày hôm nay. Mọi người, đây là lần đầu tiên mình kêu gọi mọi người, tại mình cảm giác như là mọi người xem view rất nhiều nhưng mà lượng subscribe của mình tăng lên hơi chậm. Tại vì em xem các YouTuber khác là hay kiểu kêu gọi mọi người nhấn subscribe và hãy nhấn cái hình chuông để có thể xem những clip mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye. À mọi người hãy comment bên dưới xem là mọi người muốn mình làm cái tập thử làm stylist này cho ai, hãy comment bên dưới để mình sẽ mời người đấy nhá. Tạm biệt, bye bye. Bye bye.